Chào mừng các bạn đã tới với ô tô thiện nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay chúng tôi có một cái điều mới, một cái làn gió mới để giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm ở cái trọng tải mà ô tô thiện nhân cũng chưa từng bán bao giờ. Đó chính là cái trọng tải 3,5 tấn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một chiếc xe mang cái thương hiệu mà các bạn mình nghĩ rằng là các bạn sẽ ai cũng sẽ biết đến nó. Đó chính là cái thương hiệu Nissan. Đó, xe tải Nissan nha, rất xịn sò. Thì trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về nó. Đây là cái sản phẩm mà mang cái mã hiệu là LS 350. Gọi nó là chiếc xe Nissan LS 350. Đấy, tên này, tên chính thức của chúng nó. Và các bạn có thể là gõ Google, nó sẽ ra cái tên sản phẩm cái xe này. Thì cái xe này được lắp ráp tại nhà máy Vinamoto, nhà máy Đồng Vàng mà trước đây cũng đã sản xuất các cái xe của Hyundai đấy. Đó thì với cái chất lượng nhà máy rồi là các cái trang thiết bị lắp ráp của nhà máy thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Họ lắp ráp cho những cái thương hiệu lớn như vậy thì các bạn hoàn toàn yên tâm là với những cái chiếc xe này thì với chất lượng lắp ráp của nó thì sẽ ở mức là rất là ổn. Thì đây là một cái chiếc xe tải cỡ lớn, trọng tải là 3,5 tấn và nó có một cái thùng dài 4,2 m thôi. Đấy, mình nghĩ rằng nó là cái thùng rất là nhỏ thôi nhưng nó sẽ phù hợp với một số cái đối tượng người dùng cũng rất là đặc biệt. Đây là một cái sản phẩm sexy nhá, cho các bạn nhìn qua mình sâu ra lòng về ABC XYZ của cái sản phẩm này. Thì mình nói qua một chút trái tim của cái sản phẩm này, đó chính là cái động cơ Nissan 3 chấm máy dầu cho công suất cực đại là 103 kW ở 3600 vòng quay. Đây này, và nhìn thấy là máy của Nissan model chưa? Đấy, trên này nữa này, logo Nissan ở trong kìa. Đó, logo Nissan. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà sử dụng cái máy nhập nguyên chiếc của Nissan, máy rất là bền bỉ, chất lượng cao. Nó sẽ tốt hơn các cái máy Isuzu của Trung Quốc rồi. Đấy, tôi hiểu chắc chắn rồi. Đấy thì cái sản phẩm này là trọng tải là 3,5 tấn. 3 tấn 490 cân. Thùng dài 4,2 m. Thùng mũi bạt là cao 1,9 m và rộng 1,9 m. Thì nó đối hướng đến cái đối tượng mà các bạn sử dụng để tải nặng. Đó thì cái sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Thì mình xin nhấn mạnh lại đây là chiếc xe Nissan nhé, chiếc xe tải Nissan 3,5 tấn LS 350 mà hiện tại ô tô Thái Phong và ô tô Thiện Nhân đang bán. Nó là một cái sản phẩm mới, là một cái luồng gió mới. Nếu các bạn cần tư vấn đến cái sản phẩm này gọi cho mình. Đó, chúng ta sẽ cùng đi qua một chút về những cái đặc điểm của sản phẩm này. Nhất là sexy các bạn biết rồi. Đó, nó là cái xe tải cỡ lớn, nó sẽ có những cái sexy, nó cũng cỡ lớn luôn, từ nhíp đến lốc kép, tất cả mọi thứ là của chiếc xe tải rồi. Mình sẽ không so sánh nó, mình sẽ không nói quá nhiều về vấn đề này vì xe tải cỡ lớn thì xe nào cũng như xe này thôi, nó không khác biệt gì cả. Chủ yếu thì mình muốn nhấn mạnh đó là xe Nissan, xe tải Nissan nhé, không phải là xe tung của đâu. Xe xịn, Nissan hẳn hoi. Đấy, mã của nó là Capstar này, tên của cái sản phẩm này là Capstar LS 350. Mời các bạn vào cabin nha, chúng ta sẽ xem qua cabin. Thì cái sản phẩm này xe tải cỡ lớn, nó sẽ có 3 chỗ ngồi. Đó thì với một cái xe cỡ lớn như thế này thì nó cũng đầy đủ hết mọi thứ. Trang thiết bị thì khỏi phải nói rồi, mình không so sánh với những cái chiếc xe mình bán. Tại vì là chiếc xe mình bán thì sẽ có cái để nói như là điều hòa 2 chiều, lấy điện, khóa điện rồi ABC. Nhưng cái xe này thì không phải nói rồi, nó đầy đủ hết. Nó 3 chỗ ngồi và cabin cũng tương đối rộng, tương đối thoáng. Và mình chỉ nhấn mạnh một lần nữa là cái xe này ấy, với cái giá nó rất là phải chăng hiện tại trên thị trường, cái xe này khi mà giới thiệu ra thị trường thì giá của nó ở khoảng 500 triệu nhé. Nhưng mà bây giờ thì nhà máy cũng đang có cái chính sách là giảm giá. Thì hiện tại với mức giá của cái chiếc xe này chỉ hơn 400 triệu một tí thôi. Nó đang là một trong những cái sản phẩm hot trend và mình nghĩ rằng nó sẽ đón đầu trong tương lai. Các bạn có thể bán được những sản phẩm này, các bạn có thể mua nó về và phục vụ cho nhu cầu công việc của các bạn mà các bạn không phải chi ra quá nhiều tiền như những cái sản phẩm xe tải khác. Đó, một chiếc xe đẹp, chất lượng cao, giá cả thì rẻ thôi rồi luôn. Với nhà máy hiện tại, nhà máy cũng trao đổi với các đại lý rằng hiện tại bán một chiếc xe này là chúng tôi đang lỗ khoảng gần 100 triệu cho một chiếc xe. Thì đó là một trong những cái nguồn lợi đầu tiên mà các bạn có thể nhìn vào để chúng ta biết nên mua cái sản phẩm này hay không. Ok, với hai màu cơ bản trắng bạc và thêm một màu xanh nữa. Nó có màu bạc ở đây chưa có, lúc nào đấy mình sẽ làm video cho các bạn xem sau. Đấy thì với cái hai màu cơ bản như vậy, các bạn thích màu nào có thể là liên hẹn cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Chân thành cảm ơn.